Rồi, hôm nay tao mình vừa mới kéo lưới xong. Hôm nay lá thứ 4 rồi. Thứ 4. Chú Sơn à, anh gì à? Tí nhỉ. Hôm nay tao mình được mấy khay tí rồi. Đang ngồi luộc. Mình tổng ngồi luộc mấy khay được. Chứ lúc lại bọn mình luộc được 2 khay rồi. Giờ đang ngồi xếp rồi. Mấy chú đang ngồi xếp. Rồi, tí chờ tao mình luộc xong thì xếp vào khay như vậy. Tí chờ lối được thì bọn mình mang vào luộc luôn mọi người, luộc luôn giữ được độ tươi và thịt nó vẫn ím chắc thịt. Này ăn tí chắc à, chắc thịt à. Chú Khánh anh cả ghẻ hỏa lúc lại luộc cả ghẻ. À, luộc cả ghẻ. Không dám đang quay video đâu. Tí với ghẻ anh ngon quá. Đi dám mà sống được. Các mô. Không quay video gì. Ôi mấy anh mấy chú anh nhanh mà xếp. Để bỏ xuống hầm. Một lá bữa nay bọn mình được ít có mấy con rồi. Thầy cá của đứa là đẹp quá. Thầy túi mực tuột à. Thầy cá thấy cái riêu đây mà này. Ờ ông cho bò khay mực bắn hết bữa nay thấy cái riêu rồi đó. Ừ. Đá được không em? Đây đâu mà, pha ngâm bia. Mực hôm nay tao mình đánh có vẻ ít hơn hôm qua. Hôm qua tao mình thì nhập được 28 tiểu, 29 tiểu rồi, 29 tiểu 8 tầm. Hôm nay chưa nhập được thu mua lên. Biết giá mấy không? Tao mới nhìn mấy thằng cái cơ nó đi ông mưa gậy lâu hơn. Đá có vẻ cứng mọi người ạ. 4 la rồi. 4 ngày. Thì đá nó đóng lại, đóng kết lại, khó đập hơn. Tí ra ngồi xếp. Ta khải mực lặng chế mọi người. Đang ngồi chứ anh Nhàn với chú Khánh còn có mấy gọi nữa rồi. Thì phải xếp từng cõi mà ạ, xếp cẩn thận. Từ từ, con sóng ơi. Ờ tôi bóng rồi mà. Hôm nay chú Thính tạo diệm lớn gì đây chú Thính? Chú Thính nhờ ở đầu bếp của mình. Hôm nay đang chú dán à, dán sớ quá à. Ăn mực tuộc à. Bạch tuộc. Hôm nay có món là mực tuộc. Ờ,
một rổ luôn. Thế nhà 4-5 kg ạ. Chú làm mấy quả đây? 6 quả một tuộc. Hơn 4 kg rồi. 6 quả hơn 4 kg. Thầy chú ảo sợ quá tí rồi làm gì đấy? Thôi đưa cái tôm cho đi. Xốp à? Không được xốp. Giờ chú làm cái gì? Cho nên là chiến quá. Chiến quá chứ, chiến quá với chú làm cái gì? Như ngồi nè, sẵn này. Chuột này ăn rất là tải mà người. Đã phải đặt thuốc nữa. Chú tạo quá mười tí rồi tổn giá vị bao á quá trời hết nước muối để nuốt nước lắm. Rồi phía sau này anh sáu rồi nó là chui chui rồi sau một giờ đó anh. Đây là tôm băm nha mọi người ạ. Tôm băm ra tí là lâu cánh rau cải và lâu cánh bắp cải. Ở ngoài này bọn mình còn một xe tí chưa luộc nữa. Đây là cá với mực. Đây là sáng mai ăn mọi người ạ. Còn khay cá với mực lá rồi anh sáu rồi. Ở phía ngoài này, anh Án với anh Khải nhau có cầu mực à. Được hai con tí tí. Được hai con mực xín luôn. Hôm nay tơi lặng, không có mực mấy mọi người. Chắc là túi mà thì sẽ còn dở nha mọi người. Chừng sáng ngày gần sáng thì có gió. Tôi hôm nay có tặng mọi người ạ. Tí là có thu mua không anh Khánh? Chắc không rồi. Thu mua về tú gió cả. À, mực lát hôm nay bọn mình đánh được chừng hơn tạ gì đó thôi mọi người. Chắc phải mai mốt ngày kia thì tàu mình mới có thu mua tới để nhập. Tầm sáng mai thì đoàn có dỡ không? Có dỡ xuống để nhà đoàn thu mua chạy về hết. Mấy ngày hôm nay tàu mình đánh ở khu vực này. Có hai chiếc bóng đen sáng sáng kia
hai chiếc tàu già của Trung Quốc, tàu kéo. Đồ khu vực này thuộc hoàn toàn về địa phận vùng biển của Việt Nam. Trung Quốc kéo vào rất là đông mọi người ạ. Rồi mình để lại ba con mực lá để sáng ngày ăn rồi ạ. Còn này đấy hơi ký ạ. Có hai con chảy nữa. Cá mai anh có chừng gì rồi? Anh đâu cạnh dấu đó anh? Chưa. Cá thì khơi giờ đặng đi. Cá thì đặng đi luôn. Cá mai anh. Cá thì mai phải. Phải anh. Chúng mình chuyên gia làm cá. Rồi chú giỏi đang thả tôm câu mực. Được con mua chưa chú? Chưa, đặt luôn. Đặt luôn. Nước êm quá rồi, chú mình cột cái trái vào cho lội lên. Hôm nay 10.000 đồng một con mọi người ạ. 10.000 đồng một con. Cầu mực ống và mực lá rất là hay. Rồi, tàu mình đã đến giờ ngả mâm cơm, sợ là đang ngồi dọn mâm cơm. Chú Thái đang ngồi... Chú Thái đang ngồi sới mâm cơm. Rồi cơm đủ lấu cho 15 đến 20 người. Chú Sơn thì sắp đi à? Chú Sơn mực tuộc. Dạ bia Hà Long à? Hà Long. Hà Long mô, anh biết chữ Hà Long mà. Dạ bia gì ấy? Bia này là bia ngoài. Kén ngoài. Bây giờ có mấy mực tuộc lấy thôi. Mực tuộc lấy là xài từ bạch tuộc. Yếu quá. Hai là mực tuộc. Đây là loại yếu quái. Yếu quái giúp cửa kính thôi. Món này ngồi này. Yếu quá rồi. Mực tuộc sao mẹ? Sao mẹ? Cháu thấy mẹ bố. Rồi tính anh phải lên hỏi chặt chỗ. Lên đi. Hôm nay có mần ca nè. Chú luộc tí bằng lực mạnh luôn á. Lực mạnh đó. Rồi chú bên nhau lỡ tí để luộc. Còn có hai lôi đây rồi thôi mọi người. Sống rồi, nhìn được đấu rồi. Đây chứ giả xếp rồi. Đến rồi. Đây.
À, còn một lôi cá lóc nữa. Hôm nay có cả món cá lóc nữa. Hả? Rồi, ai giảm thôi.